An tâm sống khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thịt gà là món ăn được xếp vào hàng sang chảnh trong thế giới ẩm thực. Mặc dù có rất nhiều món ăn mới hấp dẫn hơn, nhưng trong mâm cỗ thì thịt gà lại là món ăn không thể thiếu. Vì không chỉ ngon miệng mà nó còn có giá trị dinh dưỡng cao. Thậm chí các bài thuốc từ thịt gà cũng có thể chữa được bệnh rất tốt. Việc kết hợp thịt gà với các nhóm thực phẩm khác nhau sẽ giúp tăng hương vị của món ăn khiến bạn có cảm giác ngon hơn mà lại không bị ngán khi thường xuyên ăn thịt gà. Tuy nhiên, rất nhiều sự kết hợp sai trong khi ăn thịt gà gây nên những tác dụng không mong muốn, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn. Hãy xem video dưới đây của An Tâm Sống Khỏe để bỏ ngay những sự kết hợp tài hại này để tránh những nguy hiểm khôn lường. Thịt gà kết hợp với tỏi và hành sống Rất nhiều vùng miền có thói quen ăn thịt gà chấm muối kèm vài lát củ hành khô hay là vài miếng tỏi nhất là nam giới rất chuộng sự kết hợp này. Tuy nhiên, theo giới đông y thì thịt gà tính ngọt, ấm, tỏi tính nhiệt, hành tính hàn nếu kết hợp với nhau sẽ khiến tăng nhiệt hay nóng lạnh giao tranh khiến khí huyết tổn thương. Thịt gà và cơm nếp Đây là sự kết hợp phổ biến ở tất cả vùng miền của Việt Nam. Thịt gà, cơm nếp đều có vị ngọt, tính ấm, khi kết hợp với nhau sẽ tạo cơ hội phát sinh sán dây, sán sơ mít, rất nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Do đó, những ai có thói quen thích ăn cơm nếp với thịt gà thì nên bỏ ngay từ bây giờ nếu không muốn cơ thể của mình dùng để cho sán làm tổ khi ăn quá nhiều. Thịt gà và cá chép Theo đồng y thịt gà kiêng ăn với cá chép vì thịt gà tính cam ôn, cá chép tính cam hàn. Nếu ăn phải, sinh ra trứng mụn nhọt nếu mắc phải lấy nước đậu đen uống thì sẽ khỏi thịt gà và tôm thịt gà và tôm khi kết hợp với nhau sẽ gây nên hiện tượng động phong ngứa ngáy khắp người vì cả hai loại thực phẩm này đều thuộc tính ôn thịt gà và rau cải cũng trong đông y cải xanh có tính ôn vị cay làm ấm tỉ vị và kích thích tiêu hóa có tác dụng giải chứng cảm đàn thông đờm lợi khí cũng có vị đắng nên người ta thường gọi là cải đắng hay còn gọi với cái tên khác là cải bệ xanh. Mặc dù cả thịt gà và rau cải đều có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, thịt gà có tính ôn, cải bệ xanh cũng có tính ôn. Như vậy khi dùng chung thì tính ôn ấm nóng sẽ tăng lên, gây nhiệt nhiều cho cơ thể. Thịt gà và rau răm Rau răm có tác dụng rất tốt về tăng cường cơ bắp, thể lực. Tuy nhiên, hậu quả của việc ăn nhiều là khiến nam giới bị giảm ham muốn tình dục. Khi kết hợp với thịt gà thì chúng lại tạo nên chất có hại cho hệ tiêu hóa. Lưu ý, không chỉ những sự kết hợp như trên là cần phải tránh, mà những người có chứng dị ứng, cao huyết áp, bị sẹo lồi, những người đang bị thủy đậu thì cũng không nên ăn thịt gà vì rất có hại. Thịt gà kiêng ăn cùng muối vừng Thịt gà kiêng ăn muối vừng, muối mè và rau thơm Thịt gà thuộc về phong mộc, nếu ăn lẫn muối vừng, rau thơm sẽ sinh ra trứng chóng mặt, run dày cả người. Nếu chẳng may ăn phải, có các triệu chứng trên thì nấu nước cam thảo uống sẽ khỏi. Thịt gà kỵ rau kinh giới Ít ai nấu chung kinh giới và thịt gà, nhưng đàn ông có thói quen ăn rau sống, trong đó có kinh giới khi nhậu. Thịt gà kiêng ăn với rau kinh giới vì thịt gà tính can ôn, thuộc phong mộc, còn kinh giới tính tân tán, cay nóng ăn phải sẽ sinh ra trứng phòng ngứa. Thịt gà kiêng ăn với thịt chó Thịt chó, gan chó đều có tính đại nhiệt, nếu ăn cùng lúc với thịt gà dễ gây rối loạn tiêu hóa. Nếu chẳng may bạn ăn cùng lúc thì hãy uống nước can thảo, loại nước mát này sẽ giúp bạn giảm đáng kể triệu chứng của bệnh. Thịt gà kỵ sữa Theo bầu Sky, nếu vừa ăn thịt gà vừa uống sữa sẽ làm cản trở hệ tiêu hóa, gây các bệnh đau dạ dày, khó tiêu, táo bón, trào ngược axit, thậm chí còn gây ra bệnh bạch biến. thịt gà kỵ mận, nếu không muốn bị thổ tả, sốt nóng thì đừng nên dai ăn thịt gà với mận. quý vị và các bạn thân mến, chú ý trong cách chế biến và sử dụng, người ăn sẽ có thể tận hưởng được những lợi ích tuyệt vời từ thịt gà, từ những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời đến những công dụng chữa bệnh cực kỳ tốt. Sau khi xem xong phần tiếp theo của video, chắc chắn quý vị và các bạn có thể hiểu vì sao thịt gà lại được coi là thực phẩm quốc dân. Thịt gà cung cấp nhiều protein cho cơ thể. Thịt gà cung cấp lượng lớn protein. Đây là nhóm chất chính tạo thành cấu trúc của tế bào và ảnh hưởng đến sự phát triển về cân nặng, chiều cao và trí não của con người. Thiếu hụt protein dẫn đến hàng loạt các tác động nguy hiểm như suy dinh dưỡng, cơ thể tăng trưởng chậm chạp, làm suy yếu hệ miễn dịch, và khiến chúng ta mệt mỏi trong việc lao động, học tập hàng ngày. Vì vậy, nguồn dinh dưỡng trong thịt gà hay nhiều loại thịt khác sẽ bổ sung protein cho cơ thể, tránh tình trạng bị thiếu hụt. Thịt gà được bày bán khắp các chợ và mọi thời điểm trong năm, nên chúng ta có thể yên tâm khi tìm mua thực phẩm này cho bữa ăn của mình. Thịt gà tốt cho tim mạch Dinh dưỡng từ ức gà có thể ngăn chặn và kiểm soát hàm lượng homocysteine đây là tác nhân gây ra các bệnh về tim mạch. Vì thế, ta nên bổ sung thịt gà trong các bữa ăn của gia đình mình. Nếu bạn thấy nhàm chán với một công thức chế biến, hãy thử thay đổi thực đơn với các món gà như gà chiên, gà kho, canh gà, gỏi gà xé phay, cháo gà hay là súp gà. Bạn sẽ thấy các món ăn từ thịt gà cho ra nhiều hương vị khác nhau nhưng điểm chung là đều rất thơm ngon và bổ dưỡng. Lưu ý, chúng ta nên chọn cách chế biến gà ít sử dụng dầu mỡ để ngăn chặn tình trạng thừa cân cho cơ thể, phòng ngừa tim mạch và bảo vệ sức khỏe. Để nhanh quá trình trao đổi chất, nói đến giá trị dinh dưỡng trong thịt gà phải kể đến vitamin B6. Loại vitamin này giúp cơ thể trao đổi chất một cách thuận lợi, cơ thể hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn và những điều này rất có lợi cho sự phát triển cân nặng, chiều cao của cơ thể. Do đó, những người ốm yếu hay biếng ăn nên ăn thịt gà thường xuyên hơn để cơ thể phát triển, cải thiện cân nặng và tăng cường sức đề kháng để chống lại các yếu tố gây hại. Thịt gà giúp bổ mắt. Trong thịt gà chứa nhiều hàm lượng chất beta-carotene, lycopene, retinol alpha đều bắt nguồn từ vitamin A, có tác dụng tăng cường thị lực cho đôi mắt sáng trong và khỏe mạnh. Đối với những người hàng ngày làm việc thường xuyên với máy tính, tài xế cũng nên ăn thịt gà để hạn chế tình trạng mỏi mắt, mở mắt cũng như giúp tăng độ tập trung khi làm việc. Phát triển răng, xương chắc khỏe Trong thịt gà có các chất dinh dưỡng như phốt pho và canxi, có tác dụng giúp xương và răng phát triển khỏe mạnh, ngừa tình trạng loãng xương cùng các bệnh về răng. Nhờ vậy, hệ cơ xương tránh được các nguy cơ chấn thương do ngoại lực tác động mỗi buổi sáng bạn hãy thử dùng một bát cháo gà ấm cho một ngày làm việc thật hiệu quả, tinh thần minh mẫn và cơ thể hoạt động một cách linh hoạt. ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột thành chất dinh dưỡng trong thịt gà có khả năng ngừa bệnh ung thư ruột rất hiệu quả. trong thịt gà chứa ít chất béo thường gặp ở lớp da của gà nên ít gây áp lực cho hệ tiêu hóa giúp dạ dày hoạt động hiệu quả và an toàn nhờ đó ngăn chặn được mọi nguy cơ gây bệnh ung thư nguy hiểm cho cơ thể. Giúp loại bỏ áp lực căng thẳng Khi đang làm việc quá sức, cơ thể mệt mỏi suy nhược, một tô súp gà hoặc canh gà sẽ giúp bạn hồi phục thể lực của cơ thể. Thịt gà có tác dụng thổi bay cảm giác mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống, giúp bạn khỏe mạnh và hồi phục thể lực một cách nhanh chóng. Đặc biệt là vào những khi thời tiết chuyển lạnh, một tô canh gà nấu gừng sẽ có tác dụng giữ ấm cho cơ thể rất tốt để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống chọi lại mọi nguyên nhân gây bệnh cho con người. Chống trầm cảm Thịt gà có hàm lượng axit amin chitophan rất cao. Nếu bạn đang cảm thấy chán nản thì hãy thưởng thức những món ăn từ thực phẩm này vì nó có tác dụng làm tăng nồng độ serotonin trong não, giúp cải thiện tâm trạng, gạt bỏ căng thẳng và mệt mỏi. Ngừa loãng xương Bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương luôn là nỗi lo của tuổi già. Vì vậy, thêm các món như gà hầm, canh gà trong khẩu phần ăn sẽ giúp cải thiện tình trạng trên. Chống lại ung thư Niacin trong thịt gà là một vitamin thiết yếu giúp chống lại ung thư. Vì vậy, thường xuyên ăn thịt gà giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Dưỡng ẩm cho da và môi nhiều người phải đối mặt với các vấn đề như da, môi, khô, nứt nề, nhất là vào mùa đông. Để xử lý nỗi lo đó nên thường xuyên ăn thịt gà, đặc biệt là gan gà rất giàu, riboflavin giúp sửa chữa các mô dưới da, làm cho da mềm mại và mịn màng. Thịt gà ác là một trong những món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn loại thịt gà thông thường đặc biệt là có chất carnosin giúp cho hệ miễn dịch của con người chống lại được sự xâm nhập của nhiều loại bệnh. Gà ác hay còn được gọi là ô cốt kê, ô kê hay còn có cái tên gác là gà đen, gà chân trì, gà ngũ trào là một giống gà quý thuộc họ trĩ với những đặc điểm cơ bản đặc trưng như toàn thân và chân đều màu đen và có thịt bổ dưỡng. Gà đường được chế biến thành các món ăn gà ác tần bổ dưỡng gà ác giàu dinh dưỡng. Theo đồng y, gà ác vị ngọt, mặn, tính bình hơi ấm, hương vị thơm, tính ẩm, không độc, có công hiệu từ bổ gan thận, ích khí bổ huyết, từ âm thanh nhiệt, điều kinh hoạt huyết, chữa dòng huyết. Khi gà ác còn chứa các axit amin cần thiết cho cơ thể gồm lysin, methionine, hisidin giúp điều tiết khả năng miễn dịch của cơ thể và chống lão hóa nên từ xưa đã được gọi là gà thuốc. Giống gà này dễ bị nhầm lẫn giữa gà ác và giống gà đen, cả da và thịt đều màu đen, hoặc nhầm với gà ri, gà tre. Đây là các đặc điểm đặc trưng của gà ác như da thịt, xương, nội tạng đều có màu đen và đặc biệt là lông gà thì có màu trắng và chân có nằm ngón. Thịt gà ác ít lipid nhưng rất giàu protein. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong gà ác cao hơn nhiều so với các loại thịt khác, bên cạnh hàm lượng chất béo và cholesterol rất thấp hàm lượng protein trong thịt gà ác đạt tương đối cao, trong khi đó ở thịt gà ri là 21,1, hàm lượng mỡ thấp. Thịt gà ác có chứa tới 18 axit amin với hàm lượng tương đối cao, đặc biệt là các axit amin không thể thay thế như histidine 0,9%, theronin 1,1%, arginin 1,5%, penilatanin 1,0%, isoleucine 1,1%, leucine 2,0% và lysin 2,0%. Tốt cho người mới dậy, nhất là phụ nữ có thai và sau khi sinh. Đến nay, chất lượng cuộc sống của người dân nâng cao, giống gà này lại trở thành bài thuốc dinh dưỡng cho mọi nhà. Công dụng của gà ác tần thuốc bắc lớn, nó có khả năng giảm đường huyết trong máu, giảm khả năng suy thận, chống lão hóa, loãng xương, bổ phế, tăng cường khí huyết. Gà ác rất tốt cho người mới ốm dậy, nhất là phụ nữ có thai và sau khi sinh. Nhiều nghiên cứu đông y cho rằng, gà ác có công dụng bổ can thận, ích khí huyết, dưỡng âm thoái nhiệt, dùng để chữa các chứng bệnh hư nhược, tiêu khát, đai tháo đường, đi tà lâu ngày do tỳ hư, lị lâu ngày, chán ăn, khí hư, di tinh, hoạt tinh, nóng âm y trong xương, da mồ hôi trộm, kinh nguyệt không đều. Tóm lại, không riêng như thịt gà, bất cứ tư phẩm nào cũng vậy, cũng cần cẩn trọng trong quá trình sử dụng nhiều khi những mối nguy về sức khỏe lại đến ngay từ những thói quen chế biến thực phẩm hàng ngày vậy nên để bạn và gia đình không còn phải lo lắng về những nguy hiểm rình rập khi sử dụng thực phẩm mọi người hãy cố gắng chú ý ngay từ đầu đến đây thì an tâm sống khỏe xin được kết thúc video tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo